Xin chào tất cả các bạn. Đến với thành phố biển Vũng Tàu, chúng ta phải đi qua một cây cầu rất đẹp, có màu đỏ rực rỡ. Vậy đó là cầu gì? Hãy cùng theo chân mình nhé. Cầu Cỏ Mai là một cây cầu bắc qua sông Cỏ Mai trên quốc lộ 51, nối liền hai thành phố Bà Rịa và Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cầu nằm cách trung tâm thành phố Vũng Tàu khoảng 20 km. Cầu có chiều dài 256 m, chiều rộng 30 m, gồm hai nhánh cầu nằm song song với nhau. Tổng chiều dài hai nhánh cầu là 453 m. Tổng chiều dài cả đường dẫn là 1.800 m, chiều rộng 25,7 m, chiều rộng lòng đường 13,7 m, đường ô tô gồm có 2 làn. Từ năm 2013, để tạo điểm nhấn kiến trúc tiêu biểu cho vị trí kết nối giữa hai thành phố Vũng Tàu và Bà Rịa, khai thác tiềm năng du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức cuộc thi thiết kế chỉnh trang cầu Cỏ Mai và phương án thiết kế cánh chim Hải Âu được chọn để thực hiện công trình chỉnh trang cầu Cỏ Mai. Cầu Cỏ Mai có tổng mức đầu tư gần 115 tỷ đồng, được xem là biểu tượng cổng chào mới của thành phố biển Vũng Tàu trên quốc lộ 51. Bạn có biết không, cầu Cỏ Mai gồm hai làn đường ngược chiều được ngăn cách bởi lan can và hai ống dẫn nước. Lan can cầu bằng bê tông cốt thép hở. Về thiết kế, khung chính là dàn không gian với ba nhánh chính bằng ống thép 500, uốn cong thành hình cánh chim liên kết với nhau bằng ống thép 200, tạo thành từng nhóm tứ diện để bảo đảm chịu lực. Mỗi bên cầu có hai dàn không gian tạo thành đôi cánh chim Hải Âu như ý tưởng thiết kế. Hai hệ dàn hai bên liên kết với nhau bằng hệ rằng chằng ngang ống thép, dọc theo hai cánh là hệ thanh treo thép ống. Công trình chỉnh trang cầu còn thiết kế hai lối đi bộ hai bên rộng, lan can cao hơn 1 mét, thuận tiện cho khách tham quan chụp ảnh. Cầu Cỏ Mai cách điệu cánh chim Hải Âu tung cánh tại cửa ngõ Vũng Tàu. Chiều cao của dàn không gian chính là đài móng đến đỉnh dàn cao hơn 26 mét. Hệ thống chiếu sáng, giao thông hiện hữu được thay thế bằng các trụ đèn chiếu sáng có thiết kế với hình dáng cách điệu từ hình ảnh của hoa cỏ mai để tạo ấn tượng độc đáo cho công trình. Hệ dàn thép hình cánh chim Hải Âu có chiều dài hơn 300 mét. Toàn bộ công trình có khối lượng thép gần 2.000 tấn. Những khối dàn thép nặng từ 10 đến 25 tấn đều được vận chuyển tới công trường bằng xà lan, sau đó cầu từ xà lan lên để lắp ghép. Cầu được lắp 200 bóng đèn LED công suất lớn, tạo điểm nhấn trang trí vào ban đêm. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng hình dáng cây cầu Cỏ Mai cách điệu từ cánh chim Hải Âu thể hiện được ước mơ bay cao, bay xa, thể hiện sức trẻ vươn lên mạnh mẽ và sự kết nối khăng khít giữa hai thành phố Vũng Tàu và Bà Rịa, hướng tới một xã hội văn minh hiện đại, năng động và thân thiện. Theo thiết kế, hai bên cầu có hai hệ dàn thép uốn cong, tạo thành hình ảnh đôi cánh chim Hải Âu
cách điệu sơn màu đỏ trông rất bắt mắt. Hệ thống giàn hai bên được liên kết với nhau bằng 10 giằng ngang kết cấu thép ống màu trắng ở giữa cầu. Như vậy, sau nhiều năm thi công, đến nay cầu Cỏ May đã khoác lên mình diện mạo mới với cánh chim hải âu đỏ tung cánh như đón chào du khách mỗi khi đến biển Vũng Tàu. Cầu Cỏ May, Bà Rịa, Vũng Tàu mang tấm áo mới, hình ảnh cánh chim hải âu cách điệu, lắp đèn trang trí, đường đi bộ, tạo điểm nhấn kiến trúc tiêu biểu cho cửa ngõ thành phố Vũng Tàu. Đầu cầu phía thành phố Bà Rịa bố trí hoa viên hai bên đường, đây cũng là không gian, điểm dừng đỗ xe, là nơi để người dân và khách du lịch ngắm cảnh. Việc chỉnh trang cầu Cỏ May nhằm nâng cao hiệu quả và khai thác tiềm năng du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện nay cầu đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Để tạo điểm nhấn trang trí đô thị, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu đề xuất phương án chỉnh trang đô thị công trình này, đảm bảo các tiêu chí đơn giản, hiện đại, thể hiện được sức trẻ, vươn lên mạnh mẽ của sự kết nối giữa hai thành phố. Đồng thời, không làm ảnh hưởng xấu đến hệ kết cấu hiện hữu và không ảnh hưởng đến lưu thông đi lại của các phương tiện giao thông qua cầu. Như vậy, chúng ta có thể thấy cầu Cỏ May đang khoác lên mình một diện mạo mới với thiết kế cách điệu từ cánh chim hải âu. Cánh chim thể hiện cho ước mơ bay cao, bay xa ra biển lớn, thể hiện cho một đô thị Bà Rịa Vũng Tàu đang vươn mình phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, việc chỉnh trang cầu Cỏ May còn nhằm nâng cao hiệu quả và khai thác tiềm năng du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cầu Cỏ May là cửa ngõ thành phố Vũng Tàu, ai đến Vũng Tàu cũng qua cầu này. Vì thế, nếu được chỉnh trang, cầu Cỏ May sẽ là điểm nhấn, là niềm tự hào cho người dân Bà Rịa Vũng Tàu. Cây cầu đặc biệt này giúp cho con đường từ thành phố Vũng Tàu tới thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại rất thuận lợi. Giàn không gian chính cao hơn 26 m, được lắp trên các mố xây mới, tách biệt hoàn toàn với cầu hiện hữu. Các mố giữa cầu được thiết kế đảm bảo không cản trở tàu thuyền qua lại. Công trình chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May hoàn thành sau hơn 4 năm thi công. Mỗi ngày, hàng ngàn lượt người và xe từ mọi miền Tổ quốc qua cầu Cỏ May đến thành phố Vũng Tàu nổi tiếng về du lịch và dầu khí. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng cầu Cỏ May sẽ là điểm nhấn, là niềm tự hào của người dân Vũng Tàu. Cầu Cỏ May cũng là cây cầu lưu dấu ấn lịch sử đặc biệt trong chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. Đến với thành phố biển Vũng Tàu, bạn sẽ được đi qua cây cầu Cỏ May này. Hai cánh chim thành hai khung dây treo của cầu, màu đỏ tươi như màu ánh bình minh, làm nổi bật hình ảnh cầu giữa sông nước, cây xanh xung quanh. Tên của cầu được cách điệu thành những hàng đèn chiếu sáng. Ngoài hệ thống chiếu sáng giao thông, công trình sử dụng hệ thống chiếu sáng là đèn pha LED, có thể thay đổi màu sinh động vào ban đêm. Cầu Cỏ May là công trình đặc biệt, thiết kế đẹp và ấn tượng. Hy vọng cây cầu sẽ tạo điểm nhấn cho du lịch Vũng Tàu. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.